Việt Thảo xin chào các bạn, một lần nữa chúng mình lại lần thứ 104 đến với các bạn. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì sẽ thấy sau này thường thường Việt Thảo bắt đầu câu chuyện bên lề bằng một cái tâm tình hay một cái câu chuyện mà các bạn đã góp nhặt được gửi về cho Việt Thảo với những câu chuyện có ý nghĩa. Việt Thảo thường đọc để chia sẻ với mọi người trước khi trả lời thư tín hay là đọc các tâm tình khác. Và thường thường cũng chấm dứt bằng một câu chuyện, có thể chuyện vui, bài thơ hay là một tâm tình gì đó của các bạn. Các bạn thường hay thắc mắc với Việt Thảo là làm sao để được Chúa trả lời trong chuyện minh lề, hay là làm sao để mà được đăng ở trong đối thoại trong ngày ở trên Facebook chẳng hạn. Thực ra thì chẳng có làm sao cả. Cứ việc gửi về cho Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com hoặc trên Facebook, Việt Thảo thấy rằng những cái nào tâm tình hay Việt Thảo sẽ góp nhặt để chia sẻ cùng với mọi người nha. Chuyện minh lề lần thứ 104 cũng vậy, bắt đầu bằng câu chuyện của Kang Suk Woo gửi cho Việt Thảo. Xin đọc nguyên văn. Chào chú Việt Thảo, lần đầu tiên con chân thành cảm ơn và chúc chú dồi dào sức khỏe. Con nghe chuyện minh lề của chú đã lâu, hôm nay con gửi đến câu chuyện để góp vui chương trình. Chuyện có chủ đề là bạn là người giàu có phải không? Việt Thảo xin đọc nguyên văn. Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua nhìn thấy da mặt ủ rũ của anh. Ông lão bèn hỏi: chàng trai à, sao trông cậu buồn thế? Có việc gì không vui à? Chàng thanh niên buồn bã đáp: cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ vất vả mà vẫn nghèo. Nghèo ư? Cháu là một người giàu có đấy chứ. Chàng thanh niên lại nói tiếp: chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo. Thì ông lão mới nói: giả như ta chặt một ngón tay của cháu, ta trả cho cháu 300 đô la, cháu có đồng ý không? Không được. Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cho cháu 3.000 đô la, cháu có đồng ý không? Không bao giờ. Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cho cháu 30.000 đô la, cháu thấy thế nào? Chàng thanh niên nó cũng không được. Ông lão lại nói tiếp: vậy thì ta trả cho cháu 300.000 đô la để cháu trở thành một ông lão già cả lú lẫn, cháu có chịu không? Đương nhiên là không. Cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 3 triệu đô la để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào? Lúc đó chàng thanh niên mới sực tỉnh ra và nói: cháu cảm ơn ông, cháu đã hiểu, cháu cũng là một người giàu có. Đọc tới đây thì Việt Thảo nghĩ gì? Chính mạng sống của mình, chính những cái cơ thể, những cái phần ở trên cơ thể mình, mắt, mũi, tai, họng, chân, tất cả lành lặn hết, đó chính là tài sản mà trời đã ban cho và qua cha mẹ mình có được. Nếu mà như thế này thì xin lỗi, tôi nói này không có phải là có ý châm biếm gì cả. Lỡ bây giờ tôi nói đi, một cái người chiến sĩ ở trong một cái chiến trận mất đi một phần thân thể của mình, xin lỗi, muốn có lại đâu có được. Bây giờ bao nhiêu tiền cũng mua lại không được mà, có phải không nè? Cái sự hy sinh lớn quá. Cho nên mình còn lành lặn, còn đủ tứ chi, còn đủ hết, ăn uống được, ngủ được, thì cái đó là cái tài sản quý giá vô cùng. Có nhiều người không thấy điều đó, và có nhiều người đã đem cái tài sản của mình liễng mất đi bằng cách hủy hoại thân thể hay là tự giết chết cuộc đời của mình. Mà cái tài sản của mình, cái tài sản tức là cái cơ thể này, tài sản càng tích lũy càng giàu thêm, chúng ta càng giàu thêm nếu chúng ta biết bồi đắp cho nó. Chứ nhiều người nói rằng: ô, cha mẹ sinh ra thân thể tôi như vậy thì nó là như vậy. Không có. Nó lớn lên, nó trưởng thành, nó lớn lên, và đến một lúc nào đó cơ thể không lớn được nữa, nhưng cái trí óc của mình, cái trí tuệ của mình, cái trí thức của mình, nó được bồi đắp bằng cách học hỏi, trao dồi để nó lớn lên nữa. Cho nên cái tài sản này càng ngày càng nhiều nếu chúng ta biết tích lũy và chúng ta biết phát triển và chúng ta biết làm giàu trên nó. Phải không nè? Ok, câu chuyện với lời bình. Trong cuộc sống thường rất nhiều người than thân trách phận mà không hiểu thật ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Vì vậy, hãy luôn lạc quan để sống vui, sống khỏe và làm được nhiều điều ích lợi trong cuộc sống. Chào chú, thương chú nhiều. Cảm ơn con Kang Suk Woo. Có một cái câu chuyện rất hay để mở đầu chuyện bình lề lần thứ 104. Ok, tiếp tục chuyện bình lề lần thứ 104 hôm nay. Để coi ai đây. Anh cầu Thảo có thể cho con được hỏi một câu không? Một người mà đã làm chuyện gì mất lòng tin người khác,
hay là làm chuyện gì xấu, chẳng nhẽ người đó là người xấu sao? Ân cầu Thảo. Ân cầu có thể trả lời con bằng mail hay chuyển bên lề tiếp theo được không? Con sorry đã phiền đến ân cầu. Send from my iPhone. Không nói chi xa, bây giờ nói riêng một cái cá nhân của Việt Thảo. Mình lấy mình ra nói thì chắc chắn nhất. Trong suốt 60 năm qua, khi tôi nói đến đây thì có nhiều cũng hay cãi vui lắm. Sinh 1954 đến nay năm 2013, như vậy là theo tính theo năm sinh thì là 59 tuổi. Thì tôi có cãi với Hòa Thượng Thích Minh Thiện, nói, thầy ơi con 59 chứ. Ông nói không, anh Việt Thảo 60 rồi. Tôi mới hỏi tại sao, ông nói là sinh năm Giáp Ngọ, thì năm nay là năm Giáp Ngọ là đủ 60 tuổi. Tôi nói nhưng mà tính ra hồi sanh tới giờ, phải khi sanh ra thì năm sau mới tính một tuổi. Ông nói không, anh Thảo quên là mình khi mẹ mang cái bào thai là ở trong bụng mẹ 9 tháng rồi. Khi sanh ra là nó gần tuổi rồi, kể nhân tuổi. Cho nên nếu mà khi sanh là đứa bé kể nhân tuổi là anh quên là thời gian mang thai trong bụng 9 tháng 10 ngày hay sao? Oh yeah. Cho nên nếu Giáp Ngọ tới Giáp Ngọ thì năm nay được Thảo 60. Bây giờ người ta nói 70 chưa khoe mình lành mà. Cho nên 60 tuổi rồi chưa chắc Việt Thảo đã là một người hoàn hảo hay là một người tốt thật sự. Có thể có những hành động mình không biết được, không kiểm soát được. Có thể vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà mình làm cái chuyện xấu. Mình cho rằng đúng đấy, nhưng mà đối với cái đạo đức xã hội chưa chắc đã chấp nhận đó là đúng. Bây giờ từ nhỏ tới lớn trong 60 năm, kể từ lúc mới sinh ra cho tới ngày hôm nay, chắc chắn rằng trong cuộc đời tôi làm rất nhiều chuyện xấu có, không đúng với cái đạo đức xã hội loài người cũng có. Tôi biết chắc chắn là nó phải có. Tại vì ở một lứa tuổi con người ta càng lớn càng trưởng thành. Có người hồi nhỏ làm sai, lớn lên sửa đổi dần và trở thành tốt hơn. Có người từ lúc nhỏ như một tờ giấy trắng không có gì hết, nhưng mà khi càng lớn lên do cái sự đào tạo của xã hội, do ảnh hưởng của xã hội hay bạn bè làm những chuyện xấu xa cũng có. Tôi đang cử một cái thí dụ. Có người từ nhỏ tới lớn học hành chăm chỉ, ra làm việc tốt lắm. Một ngày nọ người bạn dẫn đi chơi casino một lần và sau đó là ghiền, là mê cờ bạc rồi tán gia bại sản, gia đình tan nát hết. Như vậy thì cái người đó có làm xấu không? Lúc đầu đó có, nhưng mà sau đó có, thành ra nó ảnh hưởng. Tôi nói chuyện thí dụ như ông cậu tôi, ông cậu ba hồi xưa, từ nhỏ cho tới lớn lập gia đình, có con cái đầy đàn hết. Rồi ông lo làm ăn buôn bán chẳng có gì xấu cả. Một lúc đó khi mà ông ra ngoài tỉnh, rồi ông đi chơi trên dọc theo xóm, ông ghé dùng cái sòng bài và từ đó ông nam mê cờ bạc. Ông thua đến độ không còn gì hết, nhà nói không ai nghe. Đến một lúc ông phủi tay mới thôi, nghỉ. Rồi là ông nghỉ, ông thay đổi cả cuộc đời. Như vậy thì trước đó không có xấu, sau đó thì xấu. Nhưng xấu rồi thì sao? Biết sửa đổi và trở thành người tốt trở lại. Tha thứ không? Không lẽ bây giờ cả gia đình đem ông đi giết à? Hay là không nhận ông là ba? Hay là ông cậu? Thí dụ vậy. Cho nên ở đây, cho dù mất lòng tin người khác và làm chuyện gì xấu xa, thì nếu mình biết thay đổi, sửa đổi thì tốt. Thí dụ như tại sao mà có tù hay là bắt, thí dụ có một người làm sai thì người ta bắt tùy theo tội nặng nhẹ mà xử cái tội khác nhau. Cho nên tạo họ, cho họ có cái cơ hội để suy nghĩ, để thay đổi cuộc đời. Chứ không lẽ làm sai đem đi giết hết. Nhưng có những chuyện sai đến độ không thể chấp nhận để họ sống được. Nó có quy định cái mức hãm hiếp người ta nè, phải không? Hay là giết người mà cố ý nè. Cho nên những cái chuyện đó mình không thể chấp nhận được. Còn bây giờ làm chuyện xấu còn tùy thuộc vào cái đối tượng họ cho rằng xấu hay tốt. Tôi nói thí dụ một đứa trẻ lén đi ăn cắp măng đầu. Cái bà ngoại thấy thương quá, nói trời ơi đâu có gì đâu, nít mà. Thương, do thương mà thấy rằng không có tội. Còn nếu mà không thương thì dù không có cái hành động đi ăn cắp đồ thôi, mới thấy thích thôi là đã bị rầy rồi. Bày đặt, gì của anh ta muốn hết trơn. Thấy không? Cho nên thế nào là xấu là tốt còn tùy thuộc đối tượng nha. Nhưng mà bây giờ đặt vấn đề, nếu thật sự đã làm mất lòng tin người khác hay làm chuyện gì xấu thì chưa chắc người đó đã hoàn toàn xấu, xấu ngay lúc đó thôi, nhưng họ có thể thay đổi. Cho nên nói chung lại trong một cái xã hội, trong gia đình cũng vậy. Nếu có một người nào đó, đối tượng là một đứa bé hay người lớn, lỡ làm chuyện gì xấu, mình hãy tạo cho họ thay đổi và bỏ đi cái xấu đó. Chỉ có vậy thôi nha.
Mất lòng tin người khác hay là làm chuyện xấu, chẳng nhẽ người đó là người xấu sao? Đúng, ngay lúc đó là xấu, nhưng mà mình có thể thay đổi để trở thành người tốt được. Đừng có cho người ta xấu hoài. Ok. Chào chú Việt Thảo, chuyện bên lề của Lương Minh Quân. Nhà của Lương Minh Quân thì phải. Lương Minh Quân hay Lương Minh Quang? Chào chú, hôm nay là ngày cưới của con nè. Úi chà, con thức dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ con đang lên phòng để thay đồ. Mấy bữa nay đâu có cảm thấy gì nông lắm đâu, mà sao ngay lúc này con lại có cảm giác khó tả. Tranh thủ lúc này tâm sự dội dàng, chú dài dầm vậy thôi. Bây giờ con tranh thủ cho kịp giờ. Bye chú, chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn. Minh Quân. Chúc mừng, chúc mừng. Congratulations. Một người bắt đầu lập gia đình. Tôi nói tới đây thì con người nếu mà sống trong một cái gia đình mà không có hạnh phúc thì nói congratulations con mẹ gì. Khổ muốn chết, buồn muốn chết, muốn ly dị đây, ví dụ vậy. Nói tới đây tôi nhớ cái chuyện hồi nãy nói là xấu không xấu đó. Tôi có tham dự, để nói cái Lương Minh Quân đã chúc mừng nha, chúc mừng đám cưới của con. Nếu mà trong tương lai có vợ chồng sống, có gì thắc mắc cứ hỏi chú. Chú bốn đứa con rồi, thành ra nhiều kinh nghiệm lắm, nhiều kinh nghiệm lắm, cứ hỏi nha. Nhất là con lớn lên nè, nhỏ nó nóng, nó đủ chuyện hết trơn á, nếu có gì cứ hỏi. Ok. Còn gì nữa nè, mới nói chuyện hồi nãy cái vụ xấu không xấu đó. Tôi nhớ là tôi có đến khuyên can một đôi vợ chồng. Họ muốn ly dị với nhau. Không phải họ muốn, mà chỉ có cái người vợ muốn ly dị, ông chồng không muốn. Đương nhiên, người chồng cũng có làm những chuyện gì đó cho nên người vợ không đồng ý. Nhưng mà theo nhận xét của tôi thì đâu có đến nỗi là phải ly dị. Tại vì cái chuyện nó xảy ra nhiều mà chúng tôi can ngăn nhiều lần rồi. Lần này thì đến để can ngăn. Tôi đưa ra một cái thí dụ đến độ như thế này. Nếu con chó nó cắn mình đi, hôm nay mình xây là mình giết con chó. Phải không? Bây giờ đó, anh nói với em nghe, chồng em đó, thôi mình coi nó tệ hơn con chó đi, thua con chó nữa đi. Thôi, tha thứ nó một lần nữa không? Một lần cuối cùng đi, để cho nó làm lại cuộc đời. Mà lần này nó không sửa nữa thì tha hồ mà muốn ly dị. Thì người vợ vẫn khăng 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 không chịu. Cho nên cái cuộc sống của vợ chồng cũng vậy. Khi mình cho xấu là xấu, mà nếu mình cho rằng không xấu thì nó không xấu, hay là có thể tha thứ được. Bởi vì cho nên mới có chuyện là ở tù cũng vậy, nó có nhiều cái thứ hạng khác nhau. Ở tù nhiều tháng, ở tù nhiều năm hay là chung thân, nó tùy theo nặng nhẹ. Thậm chí có nhiều nước bây giờ người ta không xử tử hình nữa mà, ở chung thân thôi. Còn cái này vợ chồng mà, thì có lẽ con người ta nó thay đổi rồi. Lúc mới cưới nhau thì khác, lúc mà nghèo khổ thì khác. Bây giờ có tiền, có bạc, có địa vị, có danh phận thì bắt đầu là nhìn xa hơn. Rồi bắt đầu là coi lại vợ chồng mình có những cái nào không đồng ý rồi gạt phăng đi để đi tìm một hướng khác. Cho nên sẵn đây mới nói luôn là con đám cưới rồi. Cái chuyện đám cưới thì dễ nha, nhưng mà giữ gìn một cái hạnh phúc gia đình rất là khó. Cái chuyện đó rất quan trọng. Chúc mừng con. Bữa nay chuyện bên lề nói lung tung lăng tan, chuyện này bắt qua chuyện kia, nhưng mà đúng là chuyện bên lề, phải không ạ? Giống như mình đi trên cái con đường bên lề đường, mình gặp cái shopping này, cái cửa hàng này, mình ghé vô, thích thì ghé, không thích thì đi tiếp. Nhiều khi đi tiếp rồi lại quay trở ngược lại ghé trở lại. Có khi mình ăn đó xong, gặp cửa hàng ăn xong mình lại đi qua bên kia shopping, đường nửa chừng cái nhớ sực quên trở lại mua thêm miếng khác, mua thêm ly nước chẳng hạn. Ok, chuyện bên lề lần thứ 104 được tiếp tục. Thăm ba nhân kỷ niệm một năm. Ngài còn cái gì đây? Cô Mã Phúc Khoa. Chào ba, vậy là đã tròn một năm ngày con được gặp ba. Con nhớ mãi cái ngày hôm đó. Như vậy Mã Phúc Khoa này nhắc lại cái ngày mà Việt Thảo làm cái chương trình đại nhạc hội hát cho đồng bào tôi ở Phần Lan. Và hôm đó Mã Phúc Khoa đã bay từ Đan Mạch sang Thụy Điển ha. Thụy Điển ở Đan Mạch ha, hình như Thụy Điển. Để coi lại coi. Mã Phúc Khoa đến và lúc đó thì có gặp nhau. Và Mã Phúc Khoa có post mấy cái hình ở trên Facebook.
chụp chung với Việt Thảo. Tin này đã một năm rồi. Con nhớ mãi cái ngày hôm đó dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đi cho kịp chuyến bay 8 giờ. Lòng cứ bồi hồi lo lắng cho đến khi vào đến hội trường. Điều đầu tiên con cảm nhận được đó là tiếng nói của ba. Nghe đã nhiều nhưng nghe trực tiếp càng thấy giọng nói của ba ấm áp hơn. Con cảm ơn ba về những gì ba đã dành cho con hôm đó. Những kỷ niệm đó con sẽ mãi không bao giờ quên. Mỗi khi nhớ đến ngày đó con lại coi hai video mà ba đã nhắc đến con đêm hôm đó. Và mỗi lần như vậy miệng con lại mỉm cười, nước mắt cứ rưng rưng như muốn chảy thành hai hàng như chính giờ khắc đó. Thật sự đó là một ngày đánh dấu trong cuộc đời con, cứ như con mới được sinh ra đời, được gặp ba của mình. Và con đã quyết định lấy ngày này làm ngày sinh thứ hai của con. Tuy con đã gọi ba là ba từ lâu, nhưng lần này con mong ba sẽ nhận một tiếng ba từ tận sâu trong đáy lòng của con. Một người ba không sanh ra con, nhưng đã làm thay đổi cuộc đời của con. Thương ba nhiều. Cô thư kính chúc ba luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình, mà Phúc Khoa. Thật sự mà nói, nếu mà không sanh, không dưỡng, không nuôi nấng, mà mình được người ta thương để gọi một tiếng ba, thì giữa con và ba chưa biết ai hạnh phúc hơn ai. Có thể ba hạnh phúc hơn con. Không cần thiết phải lấy ngày này để làm ngày sinh thứ hai đâu, cứ giữ một ngày sinh nhật của mình. Giống như ba ruột của con cũng là ba, phải không nào? Ba biết con thương ba ruột của con lắm, cũng như thương gia đình của con. Bên cạnh con còn có nhiều khác cũng gọi ba bằng ba. Rất cảm ơn các con. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, có vui thì cũng có buồn. Trong số những người mà gọi ba bằng ba, cũng có người đã từng gọi ba là ba, cũng đã từng viết những lời thương yêu đối với ba. Và sau đó do một cái chuyện xích mích giữa các con, hoặc là do một cái sự hiểu lầm lớn lao nào đó, đâm ra xây lại, tất cả những cái gì của ba làm người đó đều không thích. Người ta đã nói thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì bộ hòn cũng méo. Đến khi ghét rồi thì bất cứ một cái lời nói nào của ba hay nói chung của Việt Thảo thì người đó đều cho rằng không tốt cả. Thậm chí ở trên Facebook, nếu có ai mà nói Việt Thảo xấu thì người đó bấm like thích liền. Mà bất cứ những cái gì mà nói tốt Việt Thảo là người ba không thích, hay là Việt Thảo bất cứ làm điều gì người đó đều không thích. Và thậm chí lúc đầu còn là friend, sau đó là unfriend luôn. Tại sao phải xảy ra đến mức độ đó? Đó, như vậy thì vấn đề là mình có làm việc xấu hay không, cái điều đó mình biết và mọi người biết. Nhưng đối với đối tượng đó cứ cho mình là xấu. Thành ra khi đã cho mình là xấu thì cái gì mình làm họ cũng đều là cho là xấu cả. Thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tâm trí họ hàng. Đến khi ghét rồi thì ghét luôn Việt Thảo, ghét luôn những người kêu Việt Thảo bằng ba. Và thậm chí họ còn lắp ra những cái trang mạng, hay là ủng hộ những cái người lập ra những cái Facebook giả, hay là những cái YouTube giả để mà đánh phá Việt Thảo nữa. Làm gì để làm gì? Cho nên sẵn đây muốn nói luôn, cái chuyện các con gọi ba là do tự các con muốn. Ngày xưa chưa có lên Facebook thì các con đâu có quen biết ba và không có gọi ba bằng tiếng ba. Thành ra đôi khi đó, nếu mà mình nghĩ rằng thôi trở lại cái thời trước kia, thà không quen biết ai hết để người ta không ghét mình. Nhưng nếu nói như vậy thì mình quá ích kỷ. Như vậy thì nếu trở lại thời trước kia không ai quen biết mình thì làm sao có một Mã Phúc Khoa hay có những anh em khác, những người con đã từng gọi, đã gọi ba là ba. Có phải không nè? Cho nên không thể vì một con sâu mà làm sầu nồi canh được. Bên cạnh một người ghét mình, có hàng trăm hàng ngàn người khác thương mình. Đó là chuyện bình thường. Chỉ tiếc là cái người mà đã từng gọi ba là ba và bây giờ trở mặt coi như thù địch, tiếc là họ tự làm khổ họ. Cho nên sẵn đây, không biết rằng cái người đó có dịp để xem được cái chuyện bên lề này hay không. Nếu xem được thì suy nghĩ lại, đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy sống vui vẻ với mọi người nha. Khi mình thương người ta thì mình có tình yêu, mình vui vẻ. Mà khi mình ghét người ta tức là mình chuốc lấy khổ, khổ hận ở trong lòng mà thôi. Và sẵn đây ba Thảo cũng nói là ba Thảo không có làm sai cái gì cả nha. Rồi tôi nói gì được rồi. Cảm ơn một cái bài, một cái thơ mà ngồi tâm tình hoài, đúng là chứng minh lề.
Xin cảm ơn. Nhớ nha, bà Thảo không có ghi nhớ ngày này đâu, còn khi nào ấy thì nhắc. Nhưng mà mỗi lần tới cái ngày Đại Nhạc Hội hát cho đồng bào tôi ở Phần Lan kỷ niệm thì lúc đó mình sẽ nhớ lại. À, sẵn đây cũng nói luôn một điều, nói đây là nhớ. À, có người mà ghét nó dịch Thảo đến độ đó, lấy cái phần mà video thực hiện cái chương trình mà yêu em mà hát ở Phần Lan, lúc đó đó có Quỳnh Vy, Mai Tiến Dũng đến, Nguyễn Hiền Năng ban nhạc từ Âu Châu đến, và chương trình đó rất vui và rất hay. Đương nhiên chương trình đã tổ chức chỉ thu gọn cho một số người. Là sao? Tức là tại vì muốn vào đó phải đóng tiền rất cao, là tại vì cái tiền chi phí rất lớn. Muốn thực hiện được phải phải đóng tiền. Ví dụ như một cặp vợ chồng có thể 200 hay là 300, 500, thì nhiều người không có khả năng đóng tiền. Cho nên không thể mở rộng mọi người vô free được, chỉ là cái chỗ chứa nó chỉ có khoảng 100 ngoài. Do cái chỗ chứa hạn chế và cho cái chi phí cao, cho nên cái số lượng mời hay là thông báo rất là hạn chế. Như là tổ chức chức trong giới anh em và gia đình. Thì trong đó có thu hình lại và có phần để cho anh em tâm tình, thì có người nói là à, cái tổ chức này, chương trình này chỉ có những người này đến dự, đại khái cái ý vậy do phát biểu của cá nhân. Thì họ ác ý đến độ là lấy nguyên cái đoạn đó post lên trên YouTube và cho rằng Việt Thảo coi thường đồng bào Phần Lan. Thấy chưa? Một cái chuyện làm không xấu, nhưng mà khi người ta cho rằng xấu thì người ta sẽ biến thành xấu để rồi đem ra. Và thậm chí có nhiều người Phần Lan không hiểu, nói là à, Việt Thảo muốn khi dễ đồng bào Phần Lan thì nói ra chứ tại sao phải mượn cái cớ đó. Thấy không? Nói đến đây tôi nhớ đến một vị linh mục cũng có một phát biểu, và người ta lấy một cái câu của ông ta ra để mà chỉ trích. Là tại vì không nghe đầu, không nghe đuôi, không nghe nguyên đoạn, chỉ lấy đoạn ngắn. Cảm ơn mạ Khúc Khoa đã nhắc lại cái ngày này, và cảm ơn các con của ba, những người đã gọi Việt Thảo bằng ba. Hãy giữ cái hình ảnh đẹp, hãy giữ cái tiếng nói này, và hãy giữ cái tình thương này để chúng ta còn có nhau. Và những người nào mà cảm thấy rằng không thương hay là không thích Việt Thảo, thôi xin đừng ghét nữa. Ai, đâu có cái gì đâu, mai mốt Việt Thảo chết ngắt rồi, chứ đâu phải sống hoài đâu, có phải không nào? Xin cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 104 tiếp tục với Quỳnh Hiếu. Quit smoking. Chuyện bên lề online. Con chào chú, con tên Hiếu, đang du học tại Singapore. Nhờ động lực của chú mà con đã bỏ được thuốc lá. Con rất cảm ơn chú. Wow, dữ dội quá. Cảm ơn con, cảm ơn con đã bỏ hút thuốc lá. Nói đây mình nhớ nhắc luôn, kỳ rồi đi qua chùa Pháp Hoa của thầy Giác Minh ở tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Thì Việt Thảo lần này đi có Ngọc Huyền, có Duy Trường, có Mai Tiến Dũng, và có một ca ca sĩ nữa. À dạ, nói gì rồi tới đây quên. Rồi có cổ nhạc là Hoàng Phúc. Và sau khi gặp lại thì Hoàng Phúc cũng mập ra và nhắc lại là ngày 11 tháng 9 của năm 2011 thì Hoàng Phúc đã tuyên bố ở tại Portland, Oregon bỏ hút thuốc. Và tôi gặp tôi hỏi có không, Hoàng Phúc vẫn nói chắc chắn và tới giờ này vẫn bỏ. Cảm ơn. Đương nhiên cái chuyện bỏ thuốc khó lắm, nhiều người á, khi mà gặp mà nói chuyện bỏ thuốc ta ghét mình lắm, cho nên việc tao không nói nữa, thôi tùy duyên, ai thích bỏ bỏ không bỏ thôi nha. Nhưng mà cảm ơn con đã nghe lời và bỏ được. Cho tới giờ phút này Dược Thảo vẫn bỏ nha, chứ không có hút. Không đụng tới một điếu luôn, không hút một hơi luôn. Có nhiều người bỏ thuốc thì nhưng mà sau đó thì nói, ồ gặp bạn bè xã giao hút chơi một vài hơi. Riêng Dược Thảo tuyệt đối luôn. Cái người đó dù ép buộc hay là kêu vẫn bỏ. Mà không phải tới bây giờ, vĩnh viễn kia, nói rất rõ, vĩnh viễn suốt cuộc đời. Có nhiều người hỏi sao bỏ dễ muốn chết, muốn bỏ chứ tại không muốn thôi. Rồi, kính gửi chú Thảo trong chuyện bên lề lần thứ 104. Con xin được giấu tên. Hôm nay con viết thư này để xin lời khuyên từ chú. Con và bạn gái đều đang học đại học năm thứ 3 và quen nhau được 3 năm. Mọi thứ tưởng như đã đâu vào đó, chỉ còn chờ ngày ra trường thôi. Không ngờ một tháng trước đây bạn gái con nói không còn yêu con nữa, mà khoảng từ một năm trở lại đây tình cảm đã nhạt dần. Chỉ còn là tình nghĩa thôi rồi cô ta chia tay và quen người mới. Như vậy thì sự việc không phải xảy ra một tháng thôi.
mà nó đã xảy ra cả năm rồi, có phải không nào? Người mới là người làm thêm chung với cô ta. Cô ta nói hai người hợp nhau, người đó làm cho cô ta vui hơn là con. Hôm trước con và cô ta có gặp nhau, nói chuyện. Rồi cô ta nói hai người mới vừa chia tay. Trong đêm đó con ở bên cạnh, nhưng cô ta thì cứ khóc và buồn. Con cũng cảm nhận là cô ta yêu người đó thật rồi. Chỉ 20 ngày thôi mà cô ta đã yêu người đó. Chưa chắc 20 ngày nữa con, có thể là quen lâu lắm rồi. Được một ngày thì hai người đó lại quay lại với nhau. Và cô ấy cũng nhắn tin, nếu làm theo yêu cầu đó thì cô ta sẽ quay lại. Yêu cầu đó không khó. Yêu cầu đó là cái gì? Nhưng mà kèm theo một câu, anh phải làm nhanh lên đi, nếu không em lỡ yêu người đó sâu đậm thì không còn về với anh được đâu. Cô ta cũng tự nhận là người đó không hơn con được nhiều, chỉ là sôi nổi nên làm quẩy vui hơn thôi. Chú nghĩ sau khi mình được đem ra cân đông đo đếm, tình nghĩa 3 năm trời không bằng 20 ngày của người đó. Mấy bạn thân của con khuyên con là không đáng. Còn tính con thì yếu đuối. Con tính con gái, còn cô ta thì tính con trai. Ok, đọc tới đây thì con đã thấy được cái lý do chưa? Cái lý do tại sao mà cô ta thích người khác mà không còn thích con nữa. Có thể trong suốt 3 năm qua cô ta chưa có quen người khác, chỉ quen với con thôi. Nhưng mà bây giờ thấy người khác đã hơn, thích hơn, vui hơn, khoái hơn. Tại vì người ta nam tính hơn. Xin lỗi hai ngạt mũi. Người ta nam tính hơn con, tại vì con còn tính con gái mà yếu đuối. Trong khi cái người phụ nữ đó, họ cần một cái chỗ dựa, một cái bờ vai. Họ cần một cái người nam tính. Con tính con gái mà. Người ta tính con trai là người ta hơn con là cái chắc. Còn từ nãy giờ có chỗ này là chú không hiểu à. Và cô ấy cũng nhắn tin, nếu làm theo yêu cầu đó thì cô ta sẽ quay lại. Yêu cầu đó không khó. Vì sao con không làm đi? Vấn đề ở đây chú không hiểu yêu cầu đó là gì. Hay là con quen nhau 3 năm mà chưa có make love lần nào, chưa có làm tình lần nào, hay là chưa có ngủ chung cô ta lần nào, hay là chỉ nắm tay thôi, chưa vuốt ve ôm hôn hít lần nào. Bây giờ cô ta yêu cầu làm cái chuyện đó là chuyện gì đấy? Mà chú nghĩ ông chừng dám, con chưa dám đụng tới cô ta, tính của con gái mà. Ê, hey, you man hay là gay? Right? Tình nghĩa 3 năm trời không bằng. Chú nghĩ sau khi mình được đem ra cân đông đo đếm, đúng là con tính con gái. Xin lỗi, nói điều đụng chạm với các cô. Con không biết có nên làm theo yêu cầu đó để níu kéo cô ta lại không. Mà nếu quay lại được thì sau này cô ta cũng sẽ tới một lúc nào đó cô ta sẽ thích người khác. Con mâu thuẫn quá ha chú. Con xin chú lời khuyên, có nên cố gắng níu kéo đi quay lại không? Con còn được yêu cô ấy. Chúc chú gia đình có nhiều thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Đơn giản thôi. Chỉ có một yêu cầu. Cô ấy nhắn tin, nếu làm theo yêu cầu đó thì cô ta sẽ quay lại. Làm đi. Con không làm được thì đừng mong gì hết trơn. Thôi, níu kéo cái gì? Mà không phải một cô đâu. Sau này cũng vậy. Nếu cái tấm tình con như vậy thì cũng không có cô nào được đâu. Ok. Thay đổi tính. Không phải, đâu có kêu người ta thay đổi tấm tình được. Nhưng mà cách đối xử nha. Rõ ràng là con thua người kia rồi. Mà chú vẫn thắc mắc hoài cái chỗ này nè. Và cô ấy cũng nhắn tin, nếu làm theo yêu cầu đó thì cô ta sẽ quay lại. Yêu cầu đó không khó. Yêu cầu đó là gì? Chỉ có đơn giản à. Ê. Thiệt là khổ luôn ông thần. Chuyện bên lề lần thứ 104 được tiếp tục. Đây là một cái email của Trâm Nguyễn, Yến Linh Nguyễn @yahoo.com.vietnam đã gửi cho Việt Thảo một cái chuyện vui. Cái này, chuyện này đã gửi vào ngày 28 tháng 5 năm 2012. Ủa không phải, bây giờ làm sao, 28 tháng 5 2012, đúng rồi, tức là cách nay đã gần một năm rồi. Úi chà, thì cái chuyện này đó Việt Thảo thấy cũng hay, định để đây hôm nào kể, nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay sẽ đọc cho các bạn nghe nha.
Hai chú Việt Thảo, con vừa mới đọc được câu chuyện này, thấy vui vui nên con gửi chú đọc để cùng vui. Con không biết là chú Việt Thảo có đọc chuyện này hay chưa, nên con mạo muội gửi qua chú. Thì chuyện này không biết các bạn đã biết chưa, nhưng mà Việt Thảo cũng đọc lên để cho các bạn cùng nghe. Và câu chuyện này sẽ chấm dứt chuyện bên lề lần thứ 104. Một đôi vợ chồng ở bang Minnesota của Mỹ quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Để cho câu chuyện này rõ ràng hơn, thì chú xin được phân tích chút xíu chỗ này trước khi đọc tiếp câu chuyện. Cái tiểu bang Minnesota của Mỹ đó, thì nó nằm ở giữa và xích phía trên cực bắc của nước Mỹ, giáp với Canada. Phải không nè? Đại khái chú nhớ là nó ở phía trên. Cho nên, đúng không Minnesota? Minnesota, đại khái là ở cái vùng đó là có tuyết lạnh nha. Còn Florida là nằm ở phía hướng nam, bờ đông và hướng phía nam ở của tiểu bang của Mỹ, gần tiếp giáp với Cuba. Mà ở Florida thường thường là thời tiết nóng, thời tiết tốt, có nắng nhiều và gần biển. Còn Minnesota thì mùa đông lạnh, cho nên đôi vợ chồng ở tiểu bang Minnesota quyết định đi đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt, tức là đi từ ở bắc của Mỹ đi xuống phía nam. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Xin lỗi là hơi ngạt ngạt mũi. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối, nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày. Vậy là ông chồng đến và đăng ký được khách sạn như đã định. Tức là ông chồng đã đến khách sạn trước, còn bà vợ thì ngày hôm sau mới đi. Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi email về cho bà vợ. Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi. Như vậy là gửi lộn rồi. Thì trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, là một tiểu bang khác của Hoa Kỳ, một thành phố khác, tiểu bang Texas, một bà quá vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân. Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng chạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn, còn trên màn hình là nội dung bức email. Như vậy thì trước khi đọc tiếp thì tóm tắt lại câu chuyện như thế này. Hai vợ chồng từ tiểu bang Minnesota dùng lạnh muốn đi xuống nam ở Florida để nghỉ hè. Nhưng mà do trục trặc thì người vợ ở lại đi sau một ngày, người chồng đi trước. Người chồng đi tới Florida xong, vô hotel xong thì mới dùng internet có máy tính ở ngoài đây gửi email về cho vợ. Nhưng rất tiếc là ông ta đánh lộn cái địa chỉ, cho nên chỉ chữ thôi là cái email lại đi qua một người khác ở tại tiểu bang Texas, mà bà ta là chồng mới chết và mới đi đưa đám về. Rồi bà ta lên để check email để coi có bạn bè có gửi thư tín chia buồn hay không, thì bà ta té xỉu khi đọc cái email đầu tiên. Thì cái nội dung email nó như thế này: người vợ thương yêu của anh đã tới ngày, anh đã tới ngày 9 tháng 8 năm 2006. Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây, họ cũng có máy tính và anh có thể gửi email cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh. Tại bụng ở đây nóng lắm em ạ. Như vậy thì đây là nội dung bức thư bị lộn. Nội dung bức thư thì đúng. Tức là ở Florida đó. Ở Florida. Ở Florida. Ông chồng cho biết là ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi email cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ, tức là ở đây là ông diễn tả trong cái hotel, trong khi bà kia thì lại nghĩ rằng ông chồng chết mà tại sao gửi email về được. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Tức là bà này thấy rằng ông chồng mới chết trước và mọi thủ tục xong, tức là cái ý muốn nói ở đây là ở dưới địa ngục chăng, hay là ở nơi cõi chết. Ngày mai bà chết.
Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh. Tay bút ở đây nóng lắm em ạ. Nói tới đây thì Việt Thảo nhớ cũng là cái vụ đọc bức thơ xin lỗi vợ mà đăng trên YouTube, cũng như bức thư xin lỗi vợ có ở trên video Văn Sơn. Đó là cái chốt cái chuyện vui, mà cái phong cách của Dịch Thảo thực hiện cái chuyện vui đó bằng cái kiểu là mình đọc như thiệt. Và kết quả là có nhiều người tưởng thiệt. Và trong khi ở trên YouTube thì để là chốt chốt chuyện vui rồi này kia nọ, nhưng người ta không cần để ý. Nghe Dịch Thảo nói câu đầu tiên là rồi cúp điện thoại, cúp tắt cái là bắt điện thoại đi gọi liền, là bắt đầu là bà Tám liền, là nói rằng Dịch Thảo thế này thế kia. Ok, chuyện bên lề lần thứ 104 đến đây tạm chấm dứt, và mong rằng chuyện bên lề lần thứ 105 cũng đến với các bạn. Tất cả những tâm tình hay là những thắc mắc câu hỏi, hay là các bạn có những cái câu chuyện hay có ý nghĩa hay vui cười, gửi về cho Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Việt Thảo sẽ chia sẻ cùng các bạn. Alright, chuyện bên lề lần thứ 104 đến đây chấm dứt. Hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghe nếu thấy rằng chuyện bên lề mang đến nguồn vui và niềm tình yêu cho nhau. Xin cảm ơn. Tạm biệt. Thank you and I love you.